Florida. Hôm nay mình sẽ bàn luận với các bạn một chuyện. Có nên mua nhà di động không? Ở nhà di động, tức là mobile home. Đây là những nhà mobile home không có mắc tiền, giá khoảng chừng từ 1.000 đô cho tới 5.000 đô, tùy theo sự rộng rãi hoặc là nhà tốt hay không. Thì những cái nhà này đó, họ không có chủ quyền cái đất. Khi bạn mua như vậy thì bạn chỉ mua cái nhà ở trên miếng đất thôi, rồi bạn phải trả tiền một tháng chừng 200-300 đô cho chủ nhà, thì họ bao luôn cả điện nước. Thì những cái nhà này thường thường á, là nó nói là di động chứ không di động được đâu bạn ha. Nó có bánh xe, nhưng mà bánh xe với dàn chống, nhưng mà chung quanh thì họ đã bao bọc cây cối rồi, bao bọc rồi. Chị hỏi cái này là cái nhà cũ mà bạn mua cho chắc chừng 200-300 đô bạn sửa lại. Nhưng mà cái nhà di động á, khi mà hư quá rồi đó, sửa không được đó, thì người ta đập phá, người ta bỏ đi, đập phá đi để có miếng đất. Bạn thấy miếng đất này là để miếng đất để xây, để đem cái nhà di động mới về. Thì nhà di động mới thì nó hơi mắc tiền hơn. Nhà di động ở Mỹ thì có 3 loại nhà di động. Nhà di động ở trong một cái park, một cái chỗ người ta xây dựng từng cái nền rồi họ để cái nhà lên. Người chủ là người chủ nguyên một miếng đất to, họ bắt sở sách từng nền, họ bắt dây điện, dây nước, bắt đường nước thải ra, rồi họ cất ở giữa cái đó là có một chỗ cái nhà để cho người ta tới đó, người ta có máy giặt đồ, có máy tắm rửa. Thì trong cái mobile park đó thì nó cũng có nhà tắm, nó cũng có bếp điện, nhưng mà thường thường cái sức nước của nó đó không có mạnh để mà làm, để mà giặt đồ. Thì cái đó là mình có thể có chỗ, thì đó là mình đi mướn. Thường thường nó tính là 300 đô, 200 đô tùy theo cái phạt, tùy theo cái location. Cắm vô đó là bao luôn cả tiền điện, tiền nước. Cái tiền mướn nhà cho một cái mobile home chừng 2 phòng thì khoảng chừng 800 đô, 700 đô tùy theo chỗ, có chỗ thì có 600 đô thôi. Thì nếu mà mình mới định cư mà mình ở, mình trả mấy trăm đô mở cái phòng trọ khó chịu quá, thì mình có thể ra chỗ đó, mình mướn ở đó, mình ở tạm. Có thì bạn đi thăm trước khi mướn, thì bạn đi thăm nhiều chỗ để bạn coi. Còn nếu mình làm đầu tư thì cũng đi tới đây mình coi sẽ có cây bao nhiêu. Thì những cái có nhiều chỗ thì là họ không chủ, nó không phải là chủ miếng đất nguyên hết. Mỗi người đó là chủ cái miếng đất, rồi cái nhà mobile để lên cái miếng đất đó. Thì tùy theo cái mobile home nó đẹp hay nó xấu, nó mới hay nó không mới á, thì mình có thể mua cái đó để cho mình thuê lại cũng được, rẻ lắm á. Cái chỗ mà còn cái loại mà mobile mà không phải là chủ á, mà chỉ là trả tiền mướn đất cho chủ thì cái đó rẻ lắm. Ở đây hồi bữa trước, hồi mấy năm trước, 2-3 năm trước mình mua hai cái, là một cái là có mỗi cái là mình mua có 700 đô la thôi, mình phải sửa lại một chút, định hơi cũ này, sửa lại chút. Rồi mỗi tháng mình phải trả 200 đô la để mà cấm điện, để mà điện tiền nước. Thì mình cho người ta mượn á, mình cho người ta mướn á, là một tháng là 800, là nó có hai phòng ngủ, phòng khách đẹp lắm. Thì 800 vậy là nó mướn vậy là mình thông thả hơn là ở chung nhà người ta một căn phòng mà phải trả 700-800. Cái này mình tự mình có nhà của mình, có chị kiểu nó xinh lắm, nó có luôn cả sân chung quanh đó bạn. Cái đó là mình mua để mình đầu tư. Thì sao mình nghĩ là đầu tư 700-800 đô không có bao nhiêu. Thì những người mà bước đầu
mà lên mà đầu tư á, không có tiền nhiều á, thì nên kiếm cái mobile phải ta mua lại. Ít gì khó mua lắm, tại người ta có rồi người ta không có bán, tại cái đó đầu tư ít tiền mà còn được lời nữa, mỗi năm trả xong, mỗi tháng trả xong chi phí thì mình được cũng được 200-300 đô, mà mình mà đầu tư vô có 700 đô 800 đô á, thì mình thì ai cũng thích lắm, ai cũng đi lùng, ai cũng đi kiếm để mà mua cái cho mướn. Chứ còn mà nếu mà mình mua mua view park mà phải phải mua tới chỗ nào nó sang hơn mà từng 10.000 thì lời lên thì nó không có lời, mua cái nào chừng 700.000 đô cỡ đó thôi. Thì mấy người mới bắt đầu đầu tư thì cứ đi mua thử cái, như đi kiếm thử cái mua view park vậy đó. Thì mình muốn mà mấy cái đó nó bán thì khó biết lắm các bạn, bạn phải lưng la tới cái tới mấy office, mỗi cái mobile park thì nó có một cái office không, rồi nó rồi thì mình tới mình lên qua mình hỏi, mình nói là có ở trong đó ai bán không. Nghĩa là mình ba mình mua là mình chỉ mua cái nhà thôi chứ mình không phải mua miếng đất, tại miếng đất là của cái người chủ của nguyên cái phạt bự á, thì bạn mua cái đó cho mướn thôi. Thì những người mà công nhân, những người mà học trò, những người nhất là những người già già lớn tuổi đó thì họ họ thích mua cái đó lắm, tại họ họ thích mướn, họ họ thích mà mướn mấy chỗ đó tại rẻ mà họ ở được, họ có vườn bông này kia là cũng như của một một chỗ của họ. Để mình để bạn sẽ bỏ hình cho bạn coi á, thì cái đó là đầu tư cái đó là sướng lắm. Vậy bạn từ từ đi, thay chưa có tiền nhiều đó thì đi từ từ đi đi dò hỏi mấy cái đó coi, 5.000, 4.000, 3.000 bạn mua được cái gì để bạn cho mướn rồi, để cho bạn cho mà tập tập cái tư duy của người chủ nhà, bạn học thêm mấy kỹ năng. Mình hay nói mấy người mà mới đầu tư á, thì đi kiếm mấy cái mua phạt rẻ đó, mua vậy đi, mua cái mua phạt cũ người ta bán đi. Nhưng khi chứ giờ cái đó nó đi nó dọn đi không có được bạn, nó đóng cứng vô xuống đó rồi, giờ mà tháo ra là rớt là nó sẽ rụng vách rụng gì hết, thành ra nó họ để luôn thì họ bán lại. Chỉ có cái nguy hiểm là nếu mà bão á thì là mình mất luôn cái nhà đó, tại hãng bảo hiểm nó không bảo hiểm mobile home, không bảo hiểm, mà gió mà tới á là nó bay hết, thì nó bay hết. Nếu mà mình bỏ ra 1.000, 2.000 mà nếu mà mới qua năm sau mà gió thổi bay hết á thì mình lỗ vài ngàn. Còn nếu mình hơn thì nó cả 10 năm, 15 năm không sao, thì mình thâu lại tiền mau lắm. Thấy không? Thì có người họ mướn vậy đó, bước đầu bạn. Thì mình thấy có nhiều người đầu tư bằng cái đó đó. Còn nếu bạn muốn mua đó thì bạn cũng vậy đó, bạn đi kiếm mà mới qua Việt Nam bạn có chút xíu tiền 7-8 ngàn cỡ đó, thì bạn đi vô kiếm mấy cái mobile park, cái chỗ này đẹp có khi mình mua được cái đó. Nghĩa là mình mua cái mô nó đã dựng sẵn rồi. Nó dựng sẵn rồi. Còn nếu mà bạn hên á, mà bạn cái nào người ta mới như là cũ quá rồi, cái họ dọn đi hết, chứ họ để lại cái nền, chứ họ mua cái mới họ để lên rồi, cái gì 2-3 năm sau bán thì cái đó nó còn mới á, thực sự bạn được cái mới. Còn nếu không thì vô thì mình sửa lại cái mái, rồi mình lót lại cái thảm, rồi mình làm gì làm mới lại thì không có bao nhiêu, phải không? Làm mới lại làm thảm, làm vách mới thì không có bao nhiêu, mình lót vách trong cho nó mới cho nó gì đó thì không có bao nhiêu tiền. Thì cái đó cũng là một cách để mà đầu tư, mà để dành để mình ở ít tiền, rồi mình để dành tiền sau này mua nhà sau, tại cái đó rẻ lắm. Bạn ở cái đó bạn không có đóng thuế, tại chủ nhà nó đóng thuế cái bạc của nó rồi, bạn không có đóng thuế. Còn có nhiều người thì họ thích là họ đi mua những cái nào mà có vừa đất vừa nhà để họ cho mướn, nhưng mà mình thấy là cái đó nó nguy hiểm, tại mình mua đất mà vừa đất vừa nhà nên thì nó nhiều tiền lắm, nó phải 50 ngàn 100 ngàn á, mà nhà băng nó không cho mượn tiền để mua mobile park, tại vì nó đã bị bảo hiểm không bảo hiểm, cho nên nhà băng không dám cho mượn tiền, lỡ gió thổi bão lốc bão rồi bay đi hết, rồi nhà băng nó lỗ thì nó không cho mượn tiền, bỏ tiền mặt ra. Thì nếu mà mình có tiền mình bỏ tiền mặt ra 20-30 ngàn thì mình đi mua cái townhouse mới, condo nó rẻ lắm các bạn. Condo mà đi ra xa xa chắc có nhiều condo đó có 50 ngàn đô ha, 2 phòng là bạn mua trong condo, bạn ở mà vậy thì cũng rẻ tiền, mà có chỗ ở tử tế, rồi xong rồi sau này mình có tiền mà để mua nhà thì mình lấy condo đó cho mướn. Thì condo mà rẻ, nhiều người mướn lắm bạn, người trẻ mới lập nghiệp, người trung bình tuổi hay làm ăn không đủ tiền để mua nhà, single house, người mới ly dị thì người ta vô đó người ta ở nhiều lắm.
Rồi người lớn tuổi thì chăm sóc nhà không được, tại ở đây là có nhà là bắt phải chăm sóc, phải phải cắt cỏ, mình dọn dẹp cũ kỹ lắm á, chứ không thôi là bị tỉnh nó phạt. Thành ra họ họ già rồi, họ họ bán nhà, họ họ vô cái chung cư rẻ rẻ họ ở, rồi họ họ để tiền họ đi du lịch, là đầu tư mobile park là cũng 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 có lợi nhuận đó. Bạn bắt đầu đi đi coi đi thử đi. Cảm ơn bạn nha, mình sẽ tiếp tục nói cho bạn khác những cách mà làm giàu, cho mướn làm giàu thành công tại Mỹ. Cảm ơn, bye bye. We'll be right back.